Che đẹp. Ngoài đấy. Ừ. Cái này bao nhiêu bác? 2 triệu. 2 triệu. Được của nó đấy. Đấy. Xin phép nhấc phát lên cho nó dễ. Đấy. Thưa các bác và thưa anh chị đến với chợ cây Vạn Phúc. Hôm nay cây rất là đông. Hy vọng là Thuận sẽ bán cây kia. Cành trầu. Sung này. Ai là đẹp phết nhỉ. Cái này bao nhiêu bác cả nhỉ? 2 triệu rưỡi. À? Cái... Được cái là cây nào của bác cũng có quả. Súng nó phải có quả. Được đấy. Đây này, quả dễ tử đây. Cây đấy hay đấy. Ừ. Đẹp. Ui dồi, lá đỏ đẹp quá nhỉ. Sộp. Thì bao nhiêu bác? 1.7 triệu. Cóc đẹp nhỉ. Nhìn như cóc. 1.7 triệu. Đấy. Sơn liễu. Sơn liễu. Đấy, cái sung hay. Ai à, lại có tre. Hôm nay có một cây tre mới. Cây này nhỏ gọn xinh xắn. Xin phép mình nhấc phát lên. Đấy. Nhẹ nhàng. Nhìn này. Uốn nắn luôn. Đây. Đẹp. Tre đẹp. Ngoài đấy. Ừ. Cây này bao nhiêu bác? 2 triệu. Được của nó đấy. Đấy. Xin phép nhấc phát lên cho nó dễ. Đấy. Hay quá. Rồi. Cây này sao ạ? 2 triệu rưỡi. Hôm nay toàn 2 triệu rưỡi nhỉ. Ôi giời, răm riết này. Ôi giời, này. Lá bé tí nhỉ. Được của nó đấy. Chất lượng đấy. Tầm như tầm kia này. À, cái tùng này cũng điệu này. Cây này bao nhiêu bác? 2.5 triệu luôn. Hôm nay toàn đồng giá sao ấy nhỉ? Cây tùng điệu đấy, hai thân rất điệu. Được. Cây này làm gió lụa được đấy. Tùng. Tuyệt vời đấy. Me tròn. Me tròn. Ai, mai đỏ. Gọi là mai đỏ đi cho dễ. Hoa nó như hoa mai chữ thủy nhưng màu đỏ đỏ. To hơn. Ô, lại sang bên này rồi à? Chuyển chỗ. Không ạ, đấy, à, rừng đều chặt chặn nha. Được đấy. Đây, xin con này này. À, nuôi được. À thế à? Non thôi. Không thích cây nào? Đấy. Cái này nhấc lên đây hợp lý nhỉ? À. Xem cây của anh Kiện nó thế nào. Bây giờ cầu kiều à? Cầu kiều. Đấy. À thế à? À mới sáng tác đấy đúng không? Mới sáng tác lại. Trước mua về đặc biệt ở đây. Ờ, thấy. Có chất xám ở đấy rồi đấy.
Ừ. Bao tiền cái này anh nhỉ? 40 triệu. 40. Cũng xuống triển lãm này. Đấy, alo đấy. Được đấy nha. Yeah. Long Biên, lại sang Long Biên thôi. Huyền Chi đảo địa. Như thiếu nữ đang gội đầu ấy nhỉ. Tử viên quá nhỉ. Thích à? Bác đang ở đấy à? Đang hỏi cây này. Rồi, ok, mua đi để em lại lên 15. Để cả cây của bác kia bán theo ý anh mua. Đấy, kiện bao tiền cây này? 28. Ừ. Đấy, cây này êm hơn cây kia nhiều. Giờ bán rẻ 30. Bán rẻ. Đấy giờ. Làng này. Đấy. Ông ấy vừa nãy đâu thích cái này đấy. Quyến à? À đấy à. Đúng, cây đẹp đấy. Cây chỗ này đúng không? Đấy. Để dưới đất cũng tìm ra đấy. Đúng rồi, để dưới đất tìm ra chú cây này kia. Gốc to phết đấy. Nhờ. Cho nó hai cháu. Hay quá, ấy. Nó ừ. Phải bằng rẻ quá. À. Trồng được cây này của bao nhiêu tiền? Vâng, vâng. Đấy, hoa trái. Đẹp quá. Đấy, cây này này. Cái này đỏ. Hồng đỏ. Mùa này đỏ không? Rồi. Chắc không? Có bao tiền không? Đấy. 7 triệu. Ơ? 7 triệu. Của ông hả? À? Đây. 7 triệu. Tôi thấy cái búp đỏ là nó đỏ nó ngay từ đây rất là đỏ. Cây này đỏ đấy. Cây đỏ. Hai cây đỏ. Vẫn cảm thấy là nó màu búp đỏ, nó là búp hồng. Trong hồng là búp đỏ chưa nay đâu. Không đoạn đến sau không đúng rồi, cháu không dám đâu đã. Đỏ đấy. Không, cái này không được. Chú là chú thích những cây nữa. Chú rất nhiều cây, nhưng mà cây thích. Cái bút đỏ là cũng phá, tăng hồng đó. Đây là sao rồi, nhanh xếp với cái. Nói chung là cứ có màu là được không ạ, chứ không có màu không phải trắng, không phải gừa là được. Không phải gừa là được. Cái này nó làm búp đỏ mùa non đây nắng. Cái này thì đỏ. Cái này không có đỏ. Thế là đẹp, hình dáng đẹp được. Trồng thì hơi to. Mấy hôm nữa lạnh là nó đỏ đấy. Nó đỏ đấy. Nó bắt đầu đỏ dần. Hôm qua chú mua một cái cây ấy là chú mua 6 triệu. Nhưng mà nó đảm bảo với chú là phải là màu. Còn nếu không thôi chú đạt 2 triệu ở cái đường này. À. Chú đạt 2 triệu rồi, vào sao chú lấy. Hay quá. Hai là nó mổ đỡ thôi, vẫn đang để đấy. À, thế không, nếu như cái này nó nhìn mình thì không thạo lắm đâu. Chúng là chơi cây thôi, nhưng mà chắc nhận. Xin là nó đổi ngã từng đợt, có đợt thì nó là không biết đâu có đợt. Có đợt nó lại xanh nhạt. Thì cháu cũng thấy đây có những cây cũng rất là đẹp. Vâng. Ở xa quá. Dạ. Đi này nối máy với cháu, nhưng mà cháu không đi này vì cháu không. À đấy ạ. Không, nhờ gọi rồi, nhờ lấy cái của xa chứ còn cái. Hoa giấy. Ra đây kìa. Cụ tí nữa thì cụ chốt. Cây này lạ cây đấy nhỉ. Ai chà. Dị cây đấy nhỉ. Cây này chơi thì không động hàng với ông nào. Lạ cây đấy.
Vài cây. Chân này khoa phải chơi kìa. Đấy, nó chạy phát từ đây chạy ra xong rồi lên kia. Sau này nó đun vài năm nữa đun sẹo lên đẹp. Ừ. Xoài. Chục năm nữa đun xoài. Mặt sau của cây này. Đấy. Anh em nào thích thì alo đi. Đó. Ôi giời. Đấy. Đẹp. Rất lạ cây. Bệ dễ thì chạy từ đây ra này. Sau lại thân lại chạy lên đây. Ôi, từ. Gãy. À, đẹp đấy. Sao nào có giao dịch nào không để xem nào. Cầm đâu con lên đây. Chân này. Chạy đẹp. Đẹp đấy. Nhìn mỗi mặt này dài ra một kiểu. Đấy. Mỗi góc ngắm một cảm xúc. Đấy, 25 triệu. Dê ông kia ông sốt lắm. Dê mà không thích dê mà xanh.